Hello, Dương Nguyễn xin thân ái mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trong clip ngày hôm nay thì lại thêm một cái sản phẩm mới mà Dương Nguyễn muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Và chiếc micro này trong những ngày vừa qua rất là hot trên mạng xã hội bởi nữ chính ca sĩ gì mà mình thấy cầm hát quá trời hát luôn đó. Thì hôm nay rất là nhiều cô chú anh chị hỏi rằng mình là cái micro đó nó có hay hay không. Đó, nhìn ngoại hình thì nó rất là đẹp, nhưng mà liệu là nó có hay hay không mà mình thấy quá trời trên mạng xã hội luôn. Đó thì hiện tại trên tay của mình đây, nó đang cầm là bộ mic AK95 ca sĩ Quỳnh Lady. Đó, mấy ngày nay là Quỳnh Lady là cầm cái chiếc micro này là hát trên mạng xã hội rất là nhiều ha. Thì bây giờ mình sẽ cùng mời tất cả mọi người khui hộp sản phẩm này với lại mình. Đó, và cùng khám phá xem chiếc micro này có gì đặc biệt. Thì trên tay của mình đây là một cái hộp nhựa các bạn. Một cái hộp nhựa. Ở bên trong của nó là đựng hai chiếc micro và một cái bộ thu sóng. Thì mình thấy nó khá là gọn khi mà cầm trên tay. Chúng ta có thể dễ dàng mang theo bên mình đó, và đi hát với nhau hay là đi hát karaoke hay là tiệc tùng gì đó. Mình cầm như vậy thì nó rất là cá tính ha, và nó thể hiện được cái sự gọi là nổi trội đó, của mình. Ok, và bây giờ Dương Nguyễn mời tất cả mọi người cùng khui hộp sản phẩm xem bên trong sẽ có gì nha. Mình sẽ tạm mình để một cái kệ ở đây để cho mọi người dễ xem nha. Đây, để như vậy là mọi người đã thấy được rồi ha. Bây giờ mình sẽ khui hộp ra. Đấy, một cái hộp nhựa, bên trong có một cái lớp mút chống sốc. À, kế đến là chiếc micro. Đây, và chiếc micro này được toàn thân được mạ chrome. Ta thấy được mạ chrome luôn. Đó, sáng và lấp lánh. Nhìn rất là sang xịn mịn. Đó, các bạn có thể thấy được cái ngoại hình của nó nè, rất là sang xịn mịn. Và khi mà Quỳnh Lady livestream hay là hát karaoke cầm lên thì nhìn nó khá là sang trọng đúng không? Đấy, về ngoại hình thì rất là đẹp rồi. Mình đánh giá rất là cao về cái tính thẩm mỹ và cái sự thiết kế của dòng mic AK95 này. À, phía trên này là bằng nhựa nè anh em. Phía trên bằng nhựa. Đó, chỉ có cái này là bằng inox nè. Cái này bằng inox nè anh em. Đó, mọi người nghe thấy nè, thấy không? Cái đầu phía trên và cái này là bằng inox nè. Còn riêng chỗ này là y như bằng nhựa mạ chrome. Đấy, ok. Ngay chỗ thân của micro á, thì chúng ta sẽ có một cái nút set và nút tăng giảm âm lượng độ nhạy của micro. Rồi, bây giờ kế đến là cái phần bóp filter. Bóp filter này thì rất là dày nha anh em. Nè, anh em có thể nhìn nè. Nó rất là dày và nặng. Đó. Bằng inox nha, rất là chắc chắn. Mình nghĩ cái này mà lỡ xui xui mà có làm rớt á thì nó cũng không hề hấn gì. Ok. Củ là xài củ tím. Đó, củ tím giống như những dòng xua, giống như những dòng xua UGX đó các bạn. Đấy. Chúng ta sẽ có được hai chiếc micro đi kèm và một cái đầu thu sóng. Đầu thu sóng RF cho CHA và CHB. Xài rau anten ha. Thì thường á, những cái bộ thu này á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta kết nối được trong phạm vi 30m. Đó, 30 cho đến 50m thôi, nó sẽ không xa hơn. Thì cái này nó sẽ phù hợp hơn cho chúng ta trong cái việc mà livestream nè, hay là karaoke gia đình, hay là hát những cái sự kiện đám cưới nhỏ nhỏ thì ok, rất là ok ha. Hai cái chống lăng và một cái bộ chuyển dành cho những cái thiết bị sao cạc livestream ra đầu 3.5. Dây sạc cho sản phẩm. Đặc biệt là dòng micro này chúng ta sẽ không xài pin 2A như là những dòng micro thông thường nha các bạn. Gần đây thì xu hướng đang chuyển dần sang pin lithium hết rồi. Đó, tại vì sao? Pin lithium là vừa giúp cho chúng ta có được một cái thời gian sử dụng micro lâu hơn. Đó, và đồng thời chúng ta vẫn có thể sạc đi, sạc lại nhiều lần. Nó lên đến tới mấy chục ngàn lần sạc lận. Cho nên là chúng ta sẽ yên tâm về pin, không có sợ bị ngắt quãng giữa chừng hay là mất cuộc vui ha. Nó chỉ xài đúng một cục thôi, một micro như vậy là chỉ xài đúng một cục 18650 thôi. À, rồi lắp vô như thế này là micro đã có thể sử dụng được. Và pin này hiện nay rất là thông dụng nha anh em, bán đầy rẫy trên thị trường thôi. Và thậm chí bên mình cũng có bán lẻ cái dòng pin này. Thì cả ba sản phẩm đều xài pin 18650 hết. Mình sẽ mở trước một cái ha. Viên còn lại thì mình sẽ cho vào cái bộ phát sóng. Ở đây thì mình sẽ kết nối với lại một cái dàn âm thanh lớn. Đấy, để cho mọi người nghe được cái âm thanh thực tế cho nó dễ ha.
Rồi clip tiếp theo á, là mình sẽ test tiếp với lại các phần mềm Parkline khi mà kết nối qua sao card thì chiếc Metro này thể hiện như thế nào. Còn hiện tại trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ kết nối với lại một cái dòng van van cơ lai số Amex Audio và dàn loa ở đây đó, xài công suất lớn, men đầy đủ, có sub đầy đủ luôn ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở nguồn và cho Metro vào con van. Alo, alo, 1, 2, alo, 1, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 7, 9, 10, khá êm đấy anh em, 1, 2, 6, 7, 9, 10, để mình giảm bớt reverb cho mọi người nghe ha. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10, và âm thanh chúng ta đang nghe là âm thanh được thu hoàn toàn bằng máy quay. Đó, cho nên là không có qua bóc line hay là cái gì hết, để cho mọi người nghe trước về cái âm thanh thực tế khi mà ra loa ha. Là chiếc micro này chỉ có một ngưỡng đầu vào thôi, nó không có nút tăng giảm độ nhạy cho micro. Ở đây thì nó để là cộng trừ, nhưng mà thực sự nó là cộng trừ của tần sóng để tránh bị trường hợp gọi là đụng sóng với nhau. Đó, những cái dàn micro khác mà khi mà chúng ta chơi gần á, nó sẽ tránh cái trường hợp mà micro của chúng ta mà nó phát qua nhà hàng sớm hay là micro hàng xóm nó nhảy qua cái dàn âm thanh của chúng ta. Đó. Mình sẽ nhấn hai nút thử coi. Ok, chính xác là vậy. Nó không có độ nhảy và nó chỉ có một độ nhảy nhất định thôi. Lớn nhỏ thì chúng ta sẽ điều chỉnh trên con van. Ở đây thì em cho micro nó nằm ở cái ngưỡng cũng không lớn lắm. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Đấy, và âm thanh thì micro cũng khá là sáng, giọng của mình cũng khá sáng, dãy trung nó cũng đẹp luôn, nó không có bị quá chói tai như là những cái dòng micro thông thường. Bây giờ mình sẽ kết hợp luôn với lại cái micro Kiwi A8 Pro. Thì chiếc Kiwi A8 Pro này với mức giá là trên 3 triệu đồng ha. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Đó, đây là A8 Pro. 1, 2, alo, 1, 2, 6, 7. À, có vẻ thì AK95 á, giọng nó sẽ mỏng hơn, cái tiếng voice khi mà mình nói chuyện á, nó sẽ mỏng hơn so với lại A8 Pro anh em. Cái dãy ấm nó không bằng ha. Alo, 1, 2. Con này thì nó ra cái chất âm nó ấm áp hơn so với lại AK95. Thì một cái micro giá nó gấp 3 lần mà, cho nên chất lượng thì chắc chắn nó sẽ nhỉnh hơn rồi. Cái đó cũng không có gì mà phải bàn cãi. Alo, 1, 2. Alo, 1, 2, 6, 7. Đấy, thì AK95 thể hiện thì cũng vẫn khá tốt đó, so với lại các đàn anh đàn chị. Một cái chiếc micro nó nhỏ gọn và nó đa năng. Nó vừa fashion, giúp cho chúng ta karaoke, gia đình, hay là loa kéo, hay là live stream. Nó sẽ vừa tăng được cái tính thẩm mỹ, vừa đáp ứng được nhu cầu karaoke. Và mình thử luôn cái tính năng chống hú ha. Ok, về cái khả năng chống hú thì AK95 thể hiện cũng rất là tốt. Nó không có bị hú rít. Đó, tức nghĩa là cái đầu thu bây giờ đa số những cái dòng micro sau này là đều đã được gắn sẵn một cái nòng chống hú, cho nên là nó cũng đỡ có bị chói tai, tai. Để mình tăng gain lên một tí xíu nữa nha. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Đấy, âm thanh bây giờ là cũng khá là lớn rồi đó anh em. Đó, và bây giờ mình sẽ test luôn một đoạn thử cho mọi người nghe ha, và test sóng âm luôn. Tí xíu nữa mình sẽ test luôn cái độ xa của micro ha. Thôi bây giờ mình test luôn đi, bây giờ mình sẽ quay sang đây. Đó, mình sẽ đi xa ra luôn. Đi xa ra để cho anh em biết được cái độ xa của nó như thế nào. Đấy, alo, hạ sáng xuống miếng quá, sáng quá. Để hạ sáng xuống miếng, hơi bị cháy rồi. 1, 2, 6, 7, 9, 10. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. 1, 2, thử xem sóng nó có ổn định hay không. Khoảng cách từ mình cho đến máy quay là rơi vào tầm khoảng 15 mét hơn. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. 1, 2, quay lưng luôn nha. Rồi, quay lưng luôn. 1, 2, 6, 7, 9, 10. 1, 2, vừa đi vừa nói chuyện quay lưng là 1, 2, 6, 7. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
9, 10, alo. Cũng ok đấy anh em. Về cái khả năng bắt sóng thì con này cũng khá là nhạy ha. Rồi, để mình quay cái máy về cái vị trí bình thường. Đấy, về cái độ xa thì anh em đã thấy được cái việc mà nó bắt sóng cũng khá là ok ha. Tại vì khi chúng ta karaoke trong nhà hay là chúng ta chơi sự kiện đám cưới vừa và nhỏ thì chúng ta cũng ít khi nào mà chúng ta đi quá xa lắm. Chúng ta đi giỏi lắm là 20m đổ lại là dữ lắm rồi ha. Thì nó đáp ứng cũng khá là ok. Bây giờ thì mình sẽ thử mở một bài nhạc, mình test luôn cái karaoke. Chắc rằng các bạn cũng đang nôn nóng muốn sở hữu một cái sản phẩm cao cấp và chất lượng như thế này đúng không nào? Đấy, và cùng bắt trend với nhau cho một dòng sản phẩm Mitro vừa mới được ra mắt và đang hot trên thị trường trong thời gian vừa qua. Và nếu như các bạn yêu thích dòng sản phẩm này có thể liên hệ ngay số hotline trên màn hình hoặc là vào đường link mà Duy Nguyễn đã để sẵn bên dưới đoạn mô tả. Còn bây giờ xin phép mến chào tất cả mọi người.